Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay em lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Và Hentai thì vẫn nhận mở cái gói VIP trong game nha mọi người. Anh em nào muốn mở cái gói VIP trong game có thể liên hệ bên mình nha. Mình nhận mở về cái giá thì giá trong game kèm theo một phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành sẽ ban nít là khóa nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì ui chào một em thuộc dòng là Heroic. Vì sao Dragon City lại bán em này ngay cái thời điểm này? Thì đây, nó có cái chiêu huyền thoại với là chiêu điện nha mọi người. Thành viên Heroic nào mà sở hữu hai cái chiêu này sẽ được ưu tiên trong cái khu vực là Arena nha các bạn. Đây, vô đây là được búp một cái lượng máu khá khá liền. Giờ thì anh em mình thử coi chúng ta sẽ kiếm một cái bé nào đó có cái chiêu điện với chiêu huyền thoại này nha. Bây giờ thì mình thấy ra phần là có một thôi. Ê, đây, chiêu điện với là chiêu huyền thoại đây các bạn ơi. Rồi, tới công chuyện luôn nha. Đó, một bé khá là xịn sò luôn. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu đi khiêu chiến nhẹ. Ôi, mình đang nằm ở hạng mấy thế nhờ? Mình đang nằm ở hạng 5. Wow, bạn giữ vị trí đầu tiên thì có vẻ hơi khoai nha. Rồi, giờ thì anh em mình sẽ cố gắng giành giật vị trí top 1 bằng cách là sử dụng 15 viên game để chúng ta quay may mắn nha mọi người. Rồi, cái gì vậy men? Mới vô là nửa cái máu đi du lịch, pha thứ hai là hết máu luôn. Căng vậy. Ôi, bé này trâu thế nhờ. Level 70, con này nó khỏe hơn mình nha. Ôi, lượng máu của anh em mình thì cũng được búp lên tới là tầm khoảng 482.000 máu nha. Ôi, năm mấy? À, hồi sinh. Rồi, lượm luôn các bạn ơi, không cho tên bạn trở lại nha. Con này mà nó quýnh mà nó thêm lực đánh nữa, anh em mình mệt lắm. Đó, cho nên là phải tranh thủ nha, bế được cái nào là phải tranh thủ bế cái đó liền. Ôi, tên bạn quất mình hai phát nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ mang con macaron. Đây, bé macaron xịn sò của chúng ta ra thể hiện liền. Đó. Rồi bây giờ tranh thủ, à đúng rồi, nhây thêm phát nữa. Kéo không được bao nhiêu máu nhưng mà có cờ hận không he. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với đây. Chơi chiêu này coi. Wow, 3%. Ôi. Giờ thì mình hạ được một con đấy. Còn cái con bên trong này, con bên trong này cũng khá là khoai nè. Giờ là mình bế được bé này nha các bạn. Nó hồi sinh trở lại thì mình sẽ có cái lưỡi hái tử thần để gỡ nó luôn. Quan trọng là cái thành viên Heroic này. Ôi cha một phát. Ây cha hai phát nó đẩy mình đi du lịch xa bờ luôn. Sau khi quan sát thì con này nó không có cái chiêu đặc biệt là chiêu điện với lại là chiêu huyền thoại. Cho nên nó là mình thẳng luôn. Đây, thẳng tay bế nhẹ thành viên tên bạn lên bảng điểm số nha. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hentai một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình với nha. Khu vực này thì chúng ta đến với, wow, một cái tem khá là chất lượng. Nhìn cái tem này thì anh em mình sẽ ra bật cái khiên đi để tăng cái sức sát thương cũng như là lượng đam của anh em mình lên. Ôi, tranh thủ khu vực list 5 trận. Ui, căng vậy. Khu vực list là khu vực này nha mọi người. Đây. Rồi, ở đây thì anh em mình có Heroic. Ui, chà bé này thì đang nắm trong tay là được có một sao thôi. Nhưng mà so về cái sức mạnh thì nó cũng khá là ổn áp nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái kỹ năng đó chính là đánh lan đi nha. Đây. Sau khi mà đánh lan xong thì chúng ta có thể đến với giảm. Ui, mình bế hẳn luôn đi, giảm gì tầm này. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu của nhân vật đặc biệt Heroic VIP Gamma. Ôi, mạnh mẽ quá nhờ. Rồi, tem bạn thì con này nó có khả năng hồi sinh. Cho nên nó là anh em mình tranh thủ bơm ít máu đi. Đây. Sau khi mà bơm máu xong thì lụm nhẹ. Khi mà tem bạn trở lại thì anh em mình mới tính tới cái việc gọi là bế ha. Đây. Rồi, nhân vật trùm cuối của tem bạn sẽ là bé Heroic Void. Con này 3 sao nha. Ui. Rồi, bơm máu, sau đó thì chơi chiêu đặc biệt luôn. Ui, 228.000. Rồi, tiếp theo thì cho bé Heroic xịn sò của anh em mình ra thể hiện nè. Victory, chỗ này thì anh em mình bế chắc còn được tầm khoảng 2 hiệp nữa luôn đó nha.
Rồi, mới vô. Ây cha, cái này mà phải có chiến binh Watsum của mình thì nó ok hơn ha. Chiến binh Watsum của anh em mình thì với cái kỹ năng gọi là xóa miệng nhiễm sát thương đến từ Kamaz. Thôi cha, nó miệng nhiễm nè mọi người. Khoai thiệt chứ. Vẫn là kỹ năng đánh lan mà anh em mình nhây tiếp nè. Wow. Rồi, anh em mình sẽ đến với nhân vật đặc biệt của chúng ta. Ôi, nó miễn nhiễm hả? Căng vậy. Đó, vẫn là bơm máu đi cho chắc ăn. Chơi chiêu đặc biệt luôn. Wow. Còn cái giáp là còn sống nha. Chỗ này tiếp tục. Ráng nhây với tên bạn bằng cái kỹ năng gọi là búp máu. À đây đây đây, búp máu. Chiêu này nó hồi lại rồi nè mọi người. Wow, rồi chỗ này chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt đây. Xây giáp. Wow. Rồi và đây là cái trận thứ ba ở cái màn này. À, theo cái sự tính toán của anh em mình thì chúng ta sẽ phải đi cưa giáp nè. Tiếp theo vẫn là bé mặt cà rồng đi ha. Đó, hôm nay thì lượng máu tem bạn đã bị ép xuống một cái mức gọi là khá là thấp rồi. Ui, tuyệt vời. Rồi, anh em mình đã hạ được một thành viên tiếp theo là cái con ma cà rồng. Ui, với kỹ năng hút máu thì bé này hồi phục hoàn toàn cái lượng máu luôn. Hai lần ra chiêu nha, tem bạn được hai lần ra chiêu và vừa búp máu vừa hút máu cho nên lượng máu full cây luôn nha các bạn. Ôi, cơ ải này cũng khá là khoa. Ấy cha, ôi, đam to quá. Căng. Sát thương thiệt tình là cao quá các bạn ơi. Này là anh em mình phải gõ tầm khoảng 2 hit mới hạ được. Nhưng mà tem bạn thì nó quýnh liên tục luôn ấy nhờ. Rồi, victory. Nhưng mà ở đây anh em mình không hoàn thành được nhiệm vụ nè. Chỗ này anh em mình gần 5 trận mà chiến đấu mà được có 3 thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với, đây là khu vực arena. Ở cái khu vực này thì những đối thủ này phải nói rằng rất là nặng ký nè. Mới vô đã kéo nửa cây máu của mình đi du lịch rồi. À, tiếp theo thì mình sẽ đến với thành viên ma cà rồng đi. Ôi bé này thì hồi sinh 6%. Mình đó thì mình bế được, gỡ luôn được cái khả năng hồi sinh. Nhưng mà tên bạn còn tới hai con hàng xịn lận. Ôi, một hit hai lần nó bế mình hai phát nha. Đó, rồi tiếp theo thì bây giờ ráng ráng nhây với tên bạn vậy. Kỹ năng hút máu của anh em mình bây giờ là sử dụng được. Khi mà thành viên Heris Lasma của tên bạn nó bị hạ rồi thì kỹ năng của mình hút máu mới xài được nha. Wow, 6%. Kèo này thì mình hạ được thành viên này luôn ấy. Đây, gỡ luôn cái khả năng hồi sinh của tem bạn nha, để cho anh em mình bớt tốn máu. Wow. Rồi, hai phát. Đây. Con này thì hồi sinh tầm khoảng 6% và mình nó thì cái lưỡi hái tử thần của mình cũng dư dư cái khả năng để bế cái Heris AS của tem bạn ha. Đó, cửa ải tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái tem như thế nào đây. Wow, Heris Dream. Ôi, bé này chất lượng nha. Một em thuộc dòng đặc biệt và cái con này maximum 5 sao nha mọi người. Chỗ này thì anh em mình vẫn sử dụng kỹ năng đánh lan để chúng ta có thể phá được cái bộ giáp. Sau đó thì thêm lượt đánh đến từ chiến binh Watsum. Tận dụng lợi thế thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu Swer đang được sát thương nhân 2 nữa. Rồi, tầm này thì thôi. Qua cửa đi ha. Tiếp theo thì sẽ đến với nhân vật chuyên gia khắc chế dòng ma cà rồng. Wow.
Rồi, nhân vật cuối cùng của tên bạn là Heroic Dream. Nhưng mà cái con này khi mà nó chết nó sẽ hồi sinh lại cho một thành viên nữa. Cho nên kèo này nó cũng khá là khoai. À, mình sẽ gỡ được cái khả năng hồi sinh của tên bạn khi mà nó hồi sinh chỉ có 6% thôi. Rồi, nhân vật cuối cùng của tên bạn đã được búp. Ui chà, 276.000 máu nha. Ôi, lưỡi hái tử thần luôn. Con này nó khỏe phết luôn ấy. Rồi, ráng gồng với các bạn ơi. Đây, thêm được lượt đánh luôn. Rồi, qua cửa nha. Ở đây thì anh em mình đã lên được tới hạng bao nhiêu rồi? Hiện tại thì mình đang nằm ở hạng, vẫn là hạng 5 đó mọi người. Ui, chà, để giành được cái vị trí hạng leo lên tầm hạng 3, hạng 2 cũng khá là khoai nha. Ở đây thì chúng ta nếu như mà muốn gọi là ổn thì phải tốn tiền các bạn. Muốn giành được vị trí hạng nhất, hạng cao rồi. Ui, nhân 5 nè. Rồi rồi, thời tới cả không kịp rồi ha. Bình thường là cho mình nhân có 2 không hả? Còn cái này là được nhân 5, coi như tính ra là cũng khá là may mắn nha. Wow, và đây mình đang có sát thương nhân 2 thì chúng ta sẽ tận dụng cái tuyệt chiêu đặc biệt này của Heroic Kamas. Ôi 12, và ở đây thì cái lưỡi hái của anh em mình mới có 9 thôi. Nếu mà xài gỡ thì căng ấy, nếu mà xài gỡ thì nó vẫn hồi sinh lại, vẫn không gỡ hết đó các bạn. Đường nào thì nó cũng tung thêm được một chiêu nữa. Rồi, và đây là chiến binh Kitsune, tay cầm thanh kiếm, gọi là kiếm này giống như kiếm kim cương vậy ha, nhìn rất là bén luôn. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với nhân vật ma cà rồng đi, thể hiện kỹ năng hút máu để kéo lại. Rồi, nhân vật cuối cùng sẽ là... Wow! Thêm lượt đánh, chiêu này thì đang được nhân 2 đam nữa, 280.000 luôn. Rồi, victory ha, 15 điểm. Này là có cơ hội giành giật vị trí hạng nhất nha. Đây, nằm hạng 2 rồi nè. Tới công chuyện liền. Anh em mình xài đô la thần trưởng mà không cho mình hạng nhất thì cũng khá là tiếc ấy. Rồi, bây giờ thì tranh thủ. Ở đây thì chiến binh này của mình nha, chiến binh ma cà rồng này của mình thì không có bị tem bạn ép nha. Wow, hơi căng. Rồi, đánh lan phá chúng ta gõ được hai thành viên bên trong, kéo được ít máu thôi chứ không được kéo nhiều. Một hit. Ôi, con này đam nhân 2 mới nó quýnh 2 cái. Trời ơi. Nó quýnh mình 2 cái là muốn hết máu luôn á các bạn. Cay thiệt. Giờ phải chiến đấu nhiệt tình nữa. Rồi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Bé này của mình hiện tại đang full máu luôn, cho nên tính ra mình cũng không có ngán thành viên này đâu ha. Bơm ít máu cho tem. What? Ôi, cái gì quýnh 2 lần nữa hả? Ôi, cay ấy nha. Chơi nó quýnh mình 2 lần liên tục, nãy giờ là 2 lần rồi đấy. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ đến với chiến binh là Watsum nè. Tiếp theo thì sẽ đến với kỹ năng hút máu đi. Rồi, sau đó thì vẫn là chiến binh Watsum. Anh em mình có cái lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái này của mình thì 9% là dư sức gỡ rồi. Wow. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với, để mình coi cái tem này như thế nào. Ôi, sát thương nhân 2. Wow, tính ra em này cũng trâu phết luôn á nha. Ui, với lượng máu gần 700.000. Ôi ui, cái này là hơn bao cát di động nữa các bạn ơi, máu quá trâu. Nó trâu rồi là gấp đôi lượng máu của chiến binh Watsum của mình luôn á nha. Đó, anh em mình với tuyệt kỹ gọi là vừa quánh vừa chạy. Ôi, ăn hai chiêu muốn căng luôn ấy.
Rồi, gỡ luôn khả năng hồi sinh nè. Nhân vật trùm cuối của tem bạn thì là level 70. Em này thì đang sở hữu 3% ha. Có 3% thôi cho nên là sát thương nhân 2 này thì sao? Ui, dư sức qua cầu luôn. Rồi, victory. Đây. Bây giờ anh em mình đang nằm ở vị trí hạng nhất ha mọi người, với số điểm là 180 các bạn ơi. Và còn tầm khoảng 21 tiếng nữa. Và với 21 tiếng này anh em mình phải vẫn giữ nguyên cái vị trí này thì mới nhận được phần thưởng xịn sò nha. Đó. Được có 25 viên game thôi, nhưng mà để cày cuốc lên hạng nhất này là các bạn biết là anh em mình tốn game khá là nhiều ha. Nhưng mà ở đây đổi ngược lại là chúng ta sẽ có lưỡi hái tử thần hoặc là phượng hoàng. Đây thì được 3 cái ống. Đó. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.